Xin chào các anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em hai con lớn nha anh em, hai con cũng như Maasai luôn á. Một con Gin với một con Sub-Z. Con đây là con Gin. Con này con Gin nó khoảng 1,7 m anh em. Con này khoảng 1,7 m á, rồi con này con Sub-Z khoảng 1,5 m. Thì đây mình so kè hai con size to cho anh em xem. Rồi bây giờ lâu 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 lắm mình không có kè mấy con size to. Bây giờ mình đem mấy con size to ra, bây giờ mình kè. Lúc trước thì thời gian nó cũng hơi lu bu về Barbie với vô mùa sinh sản này kia nữa, cho nên là không có thời gian nhiều. Bây giờ mình bé bây giờ nó cũng hơi bự rồi, bé bây giờ nó khoảng 40, có con lên 50 luôn. Bây giờ nó cũng hơi, cho nên là cũng nhẹ chăm sóc. Giờ mình kè đem ra mình kè hai con lớn cho anh em xem. Con này là con Gin 1,7 m, body khủng lắm anh em. Con này súp rét. Ít kè quá cho nên ít có bắt ra kè, cho nên giờ bắt ra nó cũng hơi dữ. Lúc trước mình kè thường, mình đem ra mình hay làm clip, mình ra mình kè chơi rồi. Lúc trước thì thời gian rảnh nhiều, cho nên kè thường cho nó sung. Cho nên lúc này thì mới có hơi rảnh rảnh chút à. Súp rét nha anh em. Bỏ đầy khủng lắm. Con nào cũng ấy là khủng long hết. Bé này thì 1,7 m, bé này lúc trước là không có đụng được luôn nghe anh em. Con này lúc trước là không có đứng gần chuồng luôn được luôn, đừng nói chi mà đụng nó vậy đó. Mà con này cái này cũng cả năm rồi đó mới bắt ra được á. Bé này là khủng khiếp lắm á. Để mình quay gần gần cho anh em xem. Con 1,7 m và con 1,5 m. Bé này là 1,7 m đó, dài lắm anh em. Mấy bạn 1,7 m nè. Bao đậy là khủng khiếp. Ngoan con. Bao đậy dữ lắm. Con này là lúc trước là đứng gần chuồng không được luôn, mà cả năm nay khoảng 1 năm rồi đó mới ổn định, là đỡ đỡ đó mới bắt ra được chơi đó. Rồi con trên này, bên kia là thằng Sub-Z đó. Sub-Z 1,5 m, lâu quá bắt ra con nào cũng lấy chà bá lửa hết trơn à. Con này lúc trước 1,3 m, bây giờ lên tới 1,5 m luôn rồi nè. Anh em coi body nữa nè, cũng kiếp không. Thằng này cũng vậy, thằng này còn dữ hơn nữa đó anh em, thằng này còn dữ dằn hơn nữa. Giờ đụng được rồi đó, với lúc trước đứng gần chuồng không được luôn, có trước là cái chuồng mà mình che kín mít luôn á. Con này nè, anh em có bụng nữa nè. Chi đâu bao đời khủng khiếp luôn, quá trời cái bụng luôn, nó rộng lên nhìn thấy ghê lắm anh em. Cái này nó ủ giết mà cái mỏ nó chạy, bây giờ nó lành rồi đó anh em. Nó ủ giết mà cái mỏ nó chạy, giờ hôm nay nó đỡ rồi nè. Đây Sub-Z quá đỉnh rồi nè. Hồi đó cái con đầu tay của mình nói cái con siêu gù á, là con này là con của con siêu gù đó, mình giữ đời lại được một con đó, mình giữ lại được con này, nó còn nhiều khách gạ mua hết trơn rồi đó, mình giữ lại được một con nè. Để vô mình quay con cha nó cho anh em xem. Ây da, ui da. Cái con cha đó nè, đây là con cha đó nè, đó thằng cha đó nè, nó lột tay tu hết trơn á. Rồi thằng con nè, thằng con nó bự hơn thằng cha luôn, dữ quá. Rồi thằng con Gin kia là thôi quá tay rồi,
Để mình qua mình đi vòng qua bên kia đi, nó quất mình cái đau quá. Xe này nó quất là hơi đau, hơi bị đau quá. Mà nó táp một cái nó càng mệt nữa. Body quá trời. À, ở đây là mình cho ăn thức ăn bít là ăn mỗi ngày nha anh em. Nó thức ăn mình có thức bít mình có bán luôn. Cho nên là con nào con ấy là nhìn thấy là cái da nó bóng lưỡng à. Đó, body rất là đẹp. Đây, thức ăn bít. À, thức ăn này mình cho nó ăn mỗi ngày luôn đó nghe anh em. Mưa gió gì mình cũng vẫn cho ăn bình thường. À, tại trong đây nó có tích hợp đầy đủ hết, à, có men tiêu hóa luôn. À, cho nên là mình không có sợ. À, có men tiêu hóa luôn. Cho nên là giúp Igu là trao đổi chất tốt lắm. Cái số lượng vitamin rất là cao nghe anh em. Là nhóm A, B, C, D, E luôn nghe anh em. À, có canxi luôn. Thì anh em nào cần cần thức ăn bít á thì IP cho mình, à, thức ăn này mình ship toàn quốc luôn nha. Ship code toàn quốc á thức ăn á. À, anh em coi body nữa nè. Quá đã không? Ngoan con trai. Mình ghét này thôi. Rồi không có quất nữa à, quất đau lắm. Súp ghét này nó còn cái một cái mũi. À, anh em thấy không, nó còn một cái gai mũi. Con này cái dàn gai nó cao quá nó cho nên nó dễ bị ngã quá trời cao. Viên này quá trời mất bảy, viên này bạc luôn rồi. Bạc mà hơi cam. À, đúng ra con ghim này á, mình nói cho anh em luôn là cái con ghim này á, không phải là mình nuôi từ nhỏ nghe anh em. Cái con ghim này á, là cái con hồi đó có một người bạn, không cũng như là một người khách đó, người khách ở dưới Cà Mau Kiên Giang gì đó, là con này nó dữ quá, cái người này thần không nổi, rồi cái lên YouTube của mình coi thấy rồi nó liên hệ với mình, nó thôi giờ đưa cho anh, nó đưa cho anh về anh thần đó. Rồi bắt đầu cái người bạn này gửi cho mình. Đó, người bạn này gửi cho mình cái con ghim này, lúc đó gửi cho mình là 1,6 m. Bây giờ nó 1,7 m rồi. Đó thì lúc mà gửi con này về á, lúc mà gửi con này về á thì lúc đó là mình không có đứng gần nó được luôn. Mình không có đứng gần cửa chuồng được luôn nghe anh em. Lúc đó mình che lại lúc đó cũng gần cả năm, mà tới nay cũng khoảng là gần cả năm đó. Bây giờ mình mới đụng nó tới nó được. Đó, thì lúc nay cũng gần cả năm, mà lúc trước là cái chuồng á, con này là mình che bít chịch luôn. Nó che bít chịch luôn chứ mình đi lại gần rồi nó ủi à, nó bay nó phóng vô. Đúng là kỷ niệm của một người người khách người bạn đó, là ở cũng ở miền Tây mình đó, là ở dưới Cà Mau hay là Kiên Giang gì đó, tại vì số lượng nó hơi nhiều quá mình cũng không nhớ hết. Là cái con này đó. Cái con này thì mình nuôi nó từ nhỏ luôn đó. À, lúc là sinh sản ra nó mình nuôi nó từ nhỏ luôn, bây giờ 1,5 m rồi, mau quá trời. Body anh em nhìn thấy không, con nào con thấy body nó là rất là căng tròn, mà nó rất là cái màu nó mịn, nó sáng, nó mịn lắm. Đây mình nuôi, đây mình nuôi ngoài trời, thấy thứ nhất là nó đủ nắng đủ nhiệt cho nên là Igu rất là đẹp. Thứ hai nó ăn đủ chất nữa. Con nào nấy sung quá trời, ít bắt ra kè cho nên là ít có bắt ra, cho nên lúc này nó không được ngoan hung. Với lúc trước là mình gờ nó là thoải mái, bây giờ gờ nó cho nên cũng hơi cẩn thận xíu. Thì bé Bi bên mình bây giờ vẫn còn anh em, ghim ghét súp ghét vẫn còn. Ghim ghét súp ghét với mình vẫn còn. À, thì bé Bi mình giờ là 40, có con là 45 50 có luôn nghe. 50 thì như là cái con ghim ghim 50, còn con ghét súp ghét đó thì chưa được 50, thì khoảng 40 45. Với năm nay mình có cái bài bài hát là cha hai bô với mẹ Abino đó, thì cái bài hát đó là nó ở sau cùng đó, nên là cái size khoảng 30 ba mấy à. À, thì anh em nào có cần máy bi thì IP cho mình, thì mình có bán máy bi đó thì mình có tặng thức ăn hết. À, anh em nào mua máy bay thì mình tặng cho một hộp thức ăn. À, một con mình cũng tặng luôn nghe anh em, nhưng mà mình không có free ship nha. Quá đã anh em. Con này mà kè thường nó còn lên nữa nè.
Con này kè nữa còn bung nữa. Sếp ghét này chưa có bung nhiều nè, kè nó còn bung nữa nè. Kè thường con này bung lên nữa. Tại mình bỏ lâu quá mình không kè, nó quất ghét quá trời anh em. Thì mình muốn thần y gu là mình phải đụng tới được tới nó được, mình phải bắt nó được, mình không bắt được là thôi bó tay. Nhưng mà bắt nó thì mình cũng phải coi thăm dò tình hình à, coi cái tình hình của nó như thế nào, chứ không phải mình thọt vô mình bắt đại. Như cái con này lúc trước đem về là không dám đụng luôn, cho nên là phải thăm dò tình hình mình thấy nó hơi ổn ổn chút á, mình nhắm hình khả năng mình nhắm thấy ổn ổn chút á thì mình mới bắt nó ra. Ở dưới hồ lúc như cái con này lúc nó mới về mà nó giữ như con quỷ đó, lúc đó mà đưa vô bắt đem ra thần là nuốt luôn á. Bây giờ vì nó đã đỡ rồi đó, bây giờ đụng nó được đó, chứ lúc trước là đụng không được luôn á. Sang này mà nó thần được rồi á, nhìn thấy cưng lắm, tại vì nó bự nó to á, cái mình gờ cái nó nhắm mắt nó ngước cái đầu lên nhìn thấy nó cưng mà nó giữ thì ghét. Quay gần gần cho anh em xem. À, để mình quay gần gần cho anh em xem lại. À, bây giờ đã đụng nó được rồi đó. Như trước là thôi thua. Rồi. Bự thì nó cầm sướng lắm anh em. Rồi không có quất nè. Nghe con. Ai, chơi một chút ơi. À, quá đã qua nè. À, còn con cái con trong đó là con hai bô nghe nè. Con đó là hai bô đang lột luôn nghe nè. Con trên đây cũng hai bô cũng đang lột luôn à, hai bô đó chắc con mét tư mét rưỡi hết rồi đó, nhanh lắm ăn ba biết rồi, mau phát quá trời. Còn súp ghét này cũng vậy, quá trời súp ghét. À, đỏ ghê mà nè, mét rưỡi. Quá trời đã. Là cho anh em coi cái bài cha Abino, ô cha hai bô mẹ Abino nghe anh em. À, cái này là cha hai bô mẹ Abino nghe anh em. Đó, bài này bài hát nè. Đó, đây là hai chuồng nè, hai chuồng này là hát không nè anh em. Còn bên đây là hai chuồng, bên đây là ghép với súp ghép baby. Đó, cái này là ghép với súp ghép bên đây luôn. Đó, còn máy bi trong nữa á, còn máy bi trong nữa. Mình lại không có quay trong với trong còn máy bi nữa, quá trời con súp ghét này anh em coi dàn gai nó cao ghê không. À, à, gai này cao quá, gai này tỉa lại là đẹp nhưng mà mình không có tỉa, mình để nguyên thủy của nó. À, ủa ngáp kìa. Con súc ghét này chọc nó làm nó chọc cái nó lên đẹp quá.
bao đầy đẹp không anh em ha. Còn do con này gù bự luôn anh em, con này nó chưa lên, chưa có mát đâu, con này còn lên nữa anh em, bú chưa bự nè, bú chưa có bự không. Thứ hai nữa cái đầu, hai cái gù trên nó cũng chưa có lên, chưa có nhô cao. Thằng này thì nó hơi già hơn, con ghi này nó hơi già hơn, lớn tuổi hơn, già hơn. Còn đừng có quất nữa không, quất đau quá. Thôi chào anh em nha, cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký kênh, xin chào anh em.